Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và sau đây hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay. Trong phần tin này, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Bình luận viên Quang Huy chỉ ra người đủ sức thay thế giám đốc kỹ thuật GD giúp cho bóng đá Việt Nam tiếp tục thành công. V-League tiếp tục bị hoãn, chưa xác định ngày trở lại. Giám đốc kỹ thuật GD từng đưa ra lời tiên tri đặc biệt về Văn Hậu. Truyền thông Thái Lan do thám cặn kẽ về V-League và tin đồn xung quanh Công Phượng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xác nhận tương lai của Đoàn Văn Hậu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bình luận viên Công Huy chỉ ra người đủ sức thay thế giám đốc kỹ thuật GD giúp cho bóng đá Việt Nam tiếp tục thành công. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người gắn bó với ông Jürgen GD ở U20, U19 Việt Nam trước đây. Khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nghỉ thì huấn luyện viên Philippe Chaussier dẫn dắt U19 Việt Nam và bước đầu đã có được thành công khi đưa U19 Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết U19 châu Á. Ông Philippe Chaussier rất nể huấn luyện viên Park Hang-seo và từng nói rằng sẵn sàng làm trợ lý cho chiến lược gia người Hàn Quốc ở đội tuyển quốc gia. Nhưng chắc chắn chuyện này không thể xảy ra bởi ông Park Hang-seo không đời nào để một người như ông Philippe Chaussier làm trợ lý cả. Ngoài ra thì trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo có đội ngũ trợ lý người Việt Nam, người Hàn Quốc cũng đã có đủ. Huấn luyện viên Philippe Chaussier hiện làm việc tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam là PVF và việc ông cáng đáng thêm công việc giám đốc kỹ thuật tại VFF cũng là rất hay. Chưa kể về mặt tài chính, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể sẽ không mất tiền. Nơi trả lương cho ông Philippe làm ở PVF cũng sẽ trả lương cho ông ấy nếu ông ấy kiêm nhiệm thêm vị trí giám đốc kỹ thuật của VFF. Đó là những gì mà bình luận viên Công Huy phân tích. Về phương án chọn giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc, bình luận viên Công Huy chia sẻ thêm. Ekip người Hàn Quốc của huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất thành công. Nếu giám đốc kỹ thuật của liên đoàn và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cùng ngôn ngữ có quan hệ mật thiết sẽ rất tốt. Ở đây không nói ông Park và ông Jürgen GD hợp tác là không tốt. Thực tế hai người đã rất thân thiết và thường xuyên có những trao đổi. Tuy nhiên con người làm việc tại một nơi tới một thời điểm có mong muốn chuyển đổi là việc hoàn toàn cá nhân và dễ hiểu. Việc lựa chọn giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc là hướng đi đúng cũng không tồi chút nào khi cái duyên với Hàn Quốc của bóng đá Việt Nam đang ngày càng bền chặt. Và giám đốc kỹ thuật này sang Việt Nam cũng sẽ lập tức có được những kinh nghiệm từ huấn luyện viên Park Hang-seo hay trợ lý Lee Dang-jin. Chúng ta tin tưởng rằng nếu VFF chọn giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ tham khảo huấn luyện viên Park Hang-seo, bình luận viên Quang Huy phân tích. Giám đốc kỹ thuật GD từng đưa ra lời tiên tri đặc biệt về Đoàn Văn Hậu. Trong một cuộc nói chuyện cách đây 4 năm, giám đốc kỹ thuật Jürgen GD đã có những ấn tượng sâu sắc về hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chia tay giữa VFF và giám đốc kỹ thuật Jürgen GD đã để lại tiếc nuối lớn với người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ đảm nhiệm trọng trách định hướng dẫn dắt cả một nền bóng đá, đích thân ông GD đã tự phát hiện ra những tài năng lớn, đưa họ ra ánh sáng. Câu chuyện về Phan Văn Đức đã được kể đi kể lại rất nhiều, nhưng có một tài năng khác cũng lọt vào mắt xanh của vị chuyên gia người Đức, đó chính là Đoàn Văn Hậu. Trong một chia sẻ mới đây của người đại diện cầu thủ người Thái Bình, có đoạn nhắc đến cuộc gặp mặt với ông GD cách đây 4 năm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là trước đây 4 năm khi về nhận nhiệm vụ làm giám đốc kỹ thuật cho VFF. Ông GD gọi tôi đến buổi tập của đội U19 Việt Nam và trao đổi. Anh hãy tìm mọi cách hỗ trợ cậu bé kia. Tôi chắc chắn là cậu ấy là cầu thủ đặc biệt và sẽ có ngày đủ sức cạnh tranh ở châu Âu. Lúc đó thì Đoàn Văn Hậu mới 17 tuổi. Năm đó Văn Hậu cùng đồng đội tại đội U19 Việt Nam đã làm nên kỳ tích rực rỡ khi vào đến bán kết U19 châu Á 2016. Lứa cầu thủ ấy dự vòng chung kết World Cup một năm sau và nhiều người trong số này thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam hiện tại. Đoàn Văn Hậu, cậu bé 17 tuổi năm nào đã có những bước nhảy vọt ấn tượng trong sự nghiệp của mình. Đúng như ông GD dự đoán, Văn Hậu đang có những trải nghiệm khó quên tại châu Âu trong màu áo câu lạc bộ Heerenveen. Đội bóng Hà Lan vẫn lưỡng lự có nên tái ký hợp đồng với Văn Hậu hay không, cũng đủ cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai của anh. Nếu trở về Hà Nội, rất có thể Văn Hậu sẽ tái ngộ ông Jürgen GD khi dư luận đang đồn đoán là đội bóng thủ đô đang đàm phán tích cực nhằm đem về vị chuyên gia người Đức này. Truyền thông Thái Lan do thám cặn kẽ về V-League và tin đồn xung quanh Nguyễn Công Phượng. Không thể mua đất Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng sở hữu tiền đạo này tới cuối mùa giải cũng là một thành công lớn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở mùa giải 2020, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự 4 giải đấu bao gồm V-League, Cúp Quốc gia, AFF Cup,
ACC Cup, giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Tuy nhiên, ACC Cup dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 6 đã buộc phải hủy bỏ vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng mật độ thi đấu các trận bóng đá trở lại rất dày đặc nên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất cần có sự phục vụ của Công Phượng. Trong màu áo đội bóng chủ sân Thống Nhất thì Công Phượng đang có phong độ rất cao và được thi đấu trong hai sơ đồ. Sự khéo léo của cầu thủ sinh năm 1995 kết hợp với thể hình và sức mạnh của Pape Diakite là phương án tấn công rất hiệu quả của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì việc Công Phượng thi đấu ăn ý với Phi Sơn cũng là vũ khí không thể bỏ qua. Tờ CS Sport của Thái Lan đã nắm được thông tin chính xác về tương lai của Công Phượng trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, họ cũng biết chi tiết lịch thi đấu sắp tới tại V-League. Cụ thể, tờ báo này viết: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bác bỏ tin đồn về việc là chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Công Phượng, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó, họ đã mua lại bản hợp đồng cho mượn của cầu thủ này tại Saint Jordan ở Bỉ có thời hạn đến tháng 6. Dự kiến sau khi hết hạn hợp đồng, Công Phượng sẽ trở lại Hoàng Gia Lai. Nhiều tin đồn về việc là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi ra số tiền lên đến 15 tỷ đồng, tức là 21 triệu bạt để mua đứt Công Phượng. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng này đã bác bỏ thông tin trên. Thay vào đó, họ đã đàm phán để mượn Công Phượng cho tới hết mùa giải năm nay. V-League đã phải tạm hoãn sau 2 vòng đấu, dự kiến là sẽ tổ chức lại vào ngày 25 tháng 5 sắp tới. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của Công Phượng đang thi đấu rất thành công khi giành 2 trận toàn thắng. CS Sport viết: Ở mùa giải trước, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành ngôi Á quân tại V-League và chỉ chịu thua Hà Nội FC ở những vòng đấu cuối cùng. Họ sẽ tiếp tục nỗ lực ở mùa giải năm nay với tham vọng là lật đổ đội bóng thủ đô. Đội bóng này khởi đầu hoàn hảo với 2 chiến thắng và đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng sẽ có cơ hội lớn tìm kiếm chức vô địch V-League đầu tiên trong sự nghiệp của mình. V-League tiếp tục bị hoãn, chưa xác định ngày trở lại. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã được chốt ngày trở lại nhưng V-League vẫn chưa biết bao giờ mới có thể tiếp tục khởi tranh. Sáng ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã chính thức công bố lịch quay trở lại của các giải đấu chuyên nghiệp trong nước. Cụ thể, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại bằng các trận đấu tại vòng loại cúp quốc gia trong ngày 24 tháng 5. Sau đó một tuần thì các trận đấu vòng 1/8 của giải đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, hai giải đấu hàng đầu của Việt Nam bao gồm V-League và giải hạng nhất chưa xác định ngày trở lại diễn ra. Mọi thông tin liên quan tới vấn đề này được VPF liên tục cập nhật và thông báo tới các câu lạc bộ trong thời gian tới đây. Trước đó thì V-League đã trải qua hai vòng đấu đầu tiên, trong khi đó thì giải hạng nhất quốc gia còn chưa thể bắt đầu khi liên tục bị rời ngày mở màn. Thông báo trên được đưa ra sau khi VPF thông báo tạm hoãn tất cả các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp từ ngày 15 tháng 3. Từ đó cho đến nay, tổ chức này cũng nhiều lần gia hạn lệnh tạm hoãn của mình với những diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Trong quãng thời gian tạm hoãn thì phần lớn các đội bóng đều cho các cầu thủ của mình được tự về nhà cách ly với xã hội. Chỉ có một số đội bóng có đại bản doanh riêng như Hoàng Anh Gia Lai, BKM Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn dưới sự giám sát y tế chặt chẽ của đội ngũ y tế của câu lạc bộ. Từ cuối tháng 4, sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, phần lớn các câu lạc bộ tại V-League đã quay trở lại tập luyện. Tất cả đều đang rất háo hức được quay trở lại với những trận cầu hấp dẫn sắp tới đây. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xác nhận tương lai của Đoàn Văn Hậu. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mới đây cho biết là câu lạc bộ Hà Nội chưa có kế hoạch gọi Đoàn Văn Hậu trở về trong thời gian tới đây. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, mùng 5 tháng 5, câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho ngày các giải đấu bóng đá Việt Nam trở lại. Một vấn đề lớn mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải đối mặt ở thời điểm này đó là sự khủng hoảng ở hàng phòng ngự. Ngoài Duy Mạnh và Đình Trọng phải nghỉ thi đấu dài hạn thì đội bóng thủ đô còn có 3 ca chấn thương khác là Đặng Văn Tới, Đinh Tiến Thành và Bùi Hoàng Việt Anh. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ với truyền thông: Hiện tại thì chỉ còn duy nhất Thành Trung là cầu thủ đá chính ở mùa giải trước có thể thi đấu. 3 cầu thủ chấn thương nói trên cần ít nhất 1 tuần mới có thể tập luyện trở lại. Trong bối cảnh Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn thì người hâm mộ đang nghĩ tới việc là nhà đương kim vô địch sẽ gọi lại Đoàn Văn Hậu trở về. Dù không thể thi đấu ở lượt đi V-League 2020, nhưng cầu thủ sinh năm 1999 sẽ là sự bổ sung quan trọng trong giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã bác bỏ thông tin này. Việc gọi Văn Hậu về hay không còn phụ thuộc vào thỏa thuận của lãnh đạo hai bên. Chúng tôi tạo điều kiện để cho Văn Hậu có cơ hội cọ sát ở môi trường tốt như tại châu Âu lúc này. Lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội chưa có kế hoạch gọi Văn Hậu trở về. Chúng tôi có những phương án dự phòng thay thế, tuy nhiên để có hàng thủ vững chắc, cần mỗi cá nhân phải thực sự hiểu đồng đội và cần nhiều thời gian để có thể làm được điều đó. Trước mắt thì chúng tôi hy vọng các cầu thủ khác như Thành Trung hay Đậu Văn Toàn không gặp chấn thương. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe.
và theo dõi kênh Điểm Tin Bóng Đá. Quý vị và các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.